Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 7, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter khiến 46 người chết ở Tứ Xuyên. Đáng nói nhất là khi người dân di chuyển ra khỏi tòa nhà để tránh động đất, họ đã bị nhân viên phòng chống dịch hoặc quản lý tòa nhà ngăn cản. Vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 5 tháng 7, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Định thuộc Châu Tự Trị, dân tộc Tạng Cam Tơ, tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7, trận động đất khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, 16 người mất liên lạc và hơn 50 người bị thương. Một số người tiết lộ rằng cảnh báo động đất chính thức nhận được chỉ một phút trước khi động đất địa phương xảy ra. Đáng nói nhất là khi họ đi ra khỏi tòa nhà để tránh động đất, họ đã bị nhân viên phòng chống dịch hoặc quản lý tòa nhà ngăn cản. Trong khi đó, động đất chạy toán loạn sau khi có điểm báo động đất khiến người dân than thở rằng người chẳng bằng cả chó mèo. Ngoài ra, việc chính thức bác bỏ tin đồn vào cuối tháng 5 rằng sẽ có một trận động đất lớn sau hạn hán đã một lần nữa làm dấy lên các cuộc thảo luận bên ngoài. Nhân dân Nhật Báo đưa tin vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 5 tháng 7, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Ma Tây, huyện Lô Định, thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Tạng Cam Tơ, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tâm chấn là 16 km, tính đến 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6. Trận động đất đã làm ít nhất 46 người thiệt mạng, 16 người mất liên lạc và hơn 50 người bị thương. Tuy nhiên, phần lớn mọi người nghi ngờ rằng con số thương vong tại địa phương vượt xa số liệu chính thức. Vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 5 tháng 7, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Ma Tây, huyện Lô Định thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tâm chấn là 16 km. Nhật báo Đô thị Phương Nam đưa tin rằng nhiều người dân ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã chia sẻ thể nghiệm về trận động đất và tin tức gần đó trên mạng xã hội. Một trong những ảnh chụp màn hình cảnh báo của cư dân mạng Trùng Khánh cho thấy 64 giây sau sóng biến dạng của trận động đất đã đến quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh với tâm chấn ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, cường độ cảnh báo là 6,9 độ và chấn động mạnh. Nguồn đưa ra thông tin là Trung tâm Dự báo Động đất tại Đại Lục thuộc Viện Nghiên cứu Giảm nhẹ Thiên tai Công nghệ cao Thành Đô. Nói cách khác, một phút trước trận động đất, người dân địa phương mới nhận được cảnh báo động đất. Vào tối ngày 19 tháng 6, một ngày trước trận động đất, trên bầu trời ở Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên xuất hiện một số lượng lớn rơi. Chúng bay lượn dày đặc trên bầu trời đêm, khi đó nhiều người cho rằng đó là dị tượng trước khi động đất xảy ra. Ngoài ra, Internet cũng đưa tin video cảnh cấu trúc địa phương di chuyển trước trận động đất. Khi người dân Tứ Xuyên cố gắng đi ra khỏi tòa nhà để tránh động đất, họ đã bị nhân viên quản lý tòa nhà ngăn cản. Đoạn video được đăng trên mạng cho thấy, sau trận động đất ở Tứ Xuyên, người dân địa phương đã cãi nhau với người quản lý ở cổng tiểu khu. Nguyên nhân là người dân yêu cầu ra ngoài để tránh động đất, nhưng các nhân viên nhà nước cho biết, tôi hỏi anh chị nhà cửa đã sụp đổ chưa? Ngoài ra còn có video cho thấy những người dân trong sảnh yêu cầu ra ngoài để tránh động đất nhưng bị nhân viên ngăn cản và cấm ra khỏi tòa nhà, vì vậy hai bên xảy ra cự cãi. Tính đến 22 giờ tối ngày 5 tháng 7, đã có hơn 700 triệu người đã chú ý đến các chủ đề liên quan và có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi giữa mọi người. Trận động đất ở huyện Lô Định khiến 21 người thiệt mạng. Trận động đất ở Tứ Xuyên xảy ra 7 lần trong 1 giờ. Người dân sống trên tầng 35 nói rằng họ đang ngồi trên một con lắc lớn trong trận động đất. Ngoài ra, khá nhiều người đề cập đến tin đồn sẽ có một trận động đất lớn sau đợt hạn hán nghiêm trọng vào cuối tháng 5. Họ cho rằng việc chính quyền chính thức bác bỏ tin đồn làm tổn hại cho người dân Trung Quốc. Tin đồn rằng sẽ có một trận động đất lớn sau hạn hán hóa ra là sự thật. Vào cuối tháng 5 năm nay, trên mạng Internet Trung Quốc có tin đồn lan rộng rằng sau đợt hạn hán nghiêm trọng, nhất định sẽ có một trận động đất lớn và các nhận xét khác. Trích lời nhà địa chất Trung Quốc Cảnh Khánh Quốc, người đề xuất lý thuyết động đất và hạn hán nói rằng có một mối liên hệ nhất định giữa động đất và hạn hán. Dựa trên số liệu thống kê về mối liên hệ giữa các trận hạn hán và động đất từ năm 1956 đến năm 1970, ông Cảnh Khánh Quốc nhận thấy rằng khu vực tâm chấn của một trận động đất lớn trên 6 độ thường là nơi khô hạn từ 1 đến 3,5 năm trước khi xảy ra động đất. Diện tích khô hạn càng lớn thì thời gian khô hạn càng kéo dài và quy mô tương ứng càng cao.
Năm 1972, ông Cảnh Khánh Quốc đề xuất phương pháp dự báo trung hạn cho các trận động đất lớn liên quan đến hạn hán và động đất. Căn cứ theo quy luật này, ông Cảnh Khánh Quốc đã dự đoán về trận động đất Hải Thành vào năm 1975, đặc biệt là trận động đất ở Đường Sơn năm 1976. Tuy nhiên, những thành quả này đã động chạm đến lợi ích của những người nắm quyền trong lĩnh vực địa chấn. Năm 1980, ông Cảnh Khánh Quốc được chuyển đến Trung tâm Phân tích và Dự báo của Cục Quản lý Động đất Nhà nước để tham gia nghiên cứu ứng dụng về dự báo động đất. Ông hiện là Giám đốc Ủy ban chuyên môn dự báo thiên tai của Hiệp hội Địa vật lý Trung Quốc và là cố vấn khoa học cho chương trình toàn cầu của Liên Hợp Quốc về quản lý và giảm nhẹ thiên tai. Sau khi chủ đề một trận động đất lớn sau đại hạn hán một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. Tờ báo kỹ thuật số The Paper chỉ ra rằng, ngay từ năm 2011, Trương Vĩnh Tiên, khi đó là Phó Giám đốc Phòng Dự báo Động đất thuộc Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đã nói trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng sử dụng các hiện tượng bất thường của khí hậu và hạn hán để dự đoán động đất có tỷ lệ báo động sai cao và rất khó để dự đoán trước động đất. Có thể dự đoán được động đất không? Kết luận cuối cùng của tờ The Paper. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa phát hiện ra bất kỳ tín hiệu nào có vẻ chắc chắn xảy ra trước một trận động đất lớn. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đặt câu hỏi về trận động đất Đường Sơn là một ví dụ và chỉ ra rằng trong cuốn sách Động đất Đường Sơn đã đề cập đến những tình huống bất thường xảy ra vài ngày trước trận động đất ở Đường Sơn năm đó. Đặc biệt là trong những giờ trước trận động đất, dị tượng rất rõ ràng. Ví dụ, một số lượng lớn chuột chạy tán loạn, chó mèo không yên và sủa vào ban đêm trước trận động đất, giếng nước dâng cao. Trước trận động đất ở Vân Xuyên 14 năm trước, hàng trăm nghìn con cóc đã di cư ở Miên Trúc. Nhưng về vấn đề này, chính quyền địa phương đã thuê một người được gọi là chuyên gia động vật để giải thích một cách vô lý rằng những con cóc này di chuyển để chào Thế vận hội 2008. Từ lâu, người xưa đã ghi chép về sự liên quan giữa hạn hán và động đất. Nhìn qua các sử liệu, có thể nhận thấy rằng từ lâu, người xưa đã ghi chép về sự liên quan giữa hạn hán và động đất. Năm 1972, miền Bắc Trung Quốc phải hứng chịu một trận hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Kết quả là năm 1975, trận động đất 7,3 độ Richter xảy ra ở Hải Thành, Liêu Ninh. Năm 1976, trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở Đường Sơn. Năm 1972, một trận hạn hán nghiêm trọng xảy ra ở Tây Nam Trung Quốc, dẫn đến năm 1973, một trận động đất 7,9 độ Richter xảy ra ở Lô Hoắc, Tứ Xuyên. Năm 1974, một trận động đất 7,1 độ Richter xảy ra ở Chiêu Thông, Vân Nam. Ngoài ra, vào năm 2006, Tứ Xuyên và Trùng Khánh bị hạn hán nghiêm trọng. Một số khu vực phải hứng chịu đợt hạn hán khắc nghiệt nhất hàng trăm năm mới có một lần. Nhiệt độ ở một số khu vực nhiều lần vượt quá 40 độ, thậm chí 44 độ và hạn hán kéo dài cho đến năm 2007. Kết quả là vào ngày 12 tháng 5, đã xảy ra một trận động đất ở Vân Xuyên gây chấn động thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao vào lúc 6 giờ ngày 25 tháng 6. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp cơ quan này đưa cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao. Ngày thứ 28 liên tiếp nước này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao. Theo giám sát và đánh giá của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, cường độ toàn diện của các hiện tượng nhiệt độ cao khu vực ở Trung Quốc kể từ ngày 13 tháng 6 năm nay đã đạt mức mạnh nhất kể từ khi có đầy đủ hồ sơ quan trắc khí tượng vào năm 1961. Theo các báo cáo, quá trình nhiệt độ cao ở Trung Quốc có đặc điểm là thời gian dài, phạm vi rộng, cường độ cao và cực độ mạnh. Tính đến ngày 15 tháng 5, nền nhiệt độ cao đã kéo dài 64 ngày, dài nhất kể từ năm 1961, năm 2013 hơn 62 ngày. Phạm vi phủ sóng của các trạm thời tiết trên 40 độ C là lớn nhất trong lịch sử. Nhiệt độ tối đa hàng ngày của 262 trạm khí tượng quốc gia ở Hà Bắc, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Thanh Hải và những nơi khác vẫn giữ nguyên hoặc vượt quá giá trị cực trị lịch sử. Trong 10 ngày tới, ở lưu vực Tứ Xuyên, Giang Hán, Giang Hoài, Giang Nam và các nơi khác vẫn sẽ có thời tiết nhiệt độ cao kéo dài. Số ngày nhiệt độ cao tích lũy có thể lên tới 7-10 ngày. Theo nghiên cứu và phán đoán toàn diện, thời gian của sự kiện nhiệt độ cao khu vực này sẽ tiếp tục kéo dài và cường độ toàn diện sẽ được tăng cường hơn nữa. Theo tin tức từ Cục ứng phó khẩn cấp thành phố Trùng Khánh vào ngày 17, nhiệt độ cao và thời tiết khắc nghiệt của thành phố vẫn tiếp diễn, thiên tai hạn hán tiếp tục phát triển. Hiện 31 quận huyện trên địa bàn thành phố đã phải hứng chịu thiên tai hạn hán. Lũy tích số người bị ảnh hưởng đã vượt quá 600.000 người, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 36.700 ha.
bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhiệt độ cao liên tục, 51 con sông ở Trùng Khánh đã ngừng chảy, 24 hồ chứa cạn kiệt và 2.138 giếng cơ điện không đủ nước. Theo dự báo thủy văn, lượng nước về trên các sông chính trên địa bàn thành phố thấp hơn cùng kỳ các năm trước từ 40 đến 50%. 51 sông trên địa bàn thành phố đã ngừng chảy. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo hạn hán màu da cam và ứng phó khẩn cấp với hạn hán cấp độ 3. Hiện tại, mực nước sông Dương Tử, sông Hàn, các sông lớn vừa và nhỏ, năm hồ lớn ở tỉnh Hồ Bắc nhìn chung đều thấp hơn so với cùng kỳ lịch sử. Trong đó, mực nước sông chính, các trạm kiểm soát các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hàn đang ở mức thấp nhất hoặc gần mức thấp nhất trong cùng thời kỳ lịch sử. Do Nhật báo Kinh doanh An Huy, do gần đây nhiệt độ cao liên tục và ít mưa, hạn hán ở phía nam sông Hoài Hà, tỉnh An Huy dần xuất hiện. Cuộc sống của một số cư dân thành thị và nông thôn và nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp đã bị ảnh hưởng. Một mức độ nhất định, Hợp Phì và 12 thành phố khác đã phát động ứng phó cấp 4 để đề phòng chống hạn hán. Để đối phó với tác động của nhiệt độ cao và hạn hán, Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã ban hành lệnh điều động hồ chứa Tam Hiệp vào ngày 16 để bổ sung nước cho vùng trung và lưu của sông Dương Tử từ 12 giờ cùng ngày. Theo tính toán sơ bộ, hồ chứa Tam Hiệp sẽ tăng cường xả nước. Trong 5 ngày tới sẽ bổ sung khoảng 500 triệu mét khối nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc, trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao liên tục ở lưu vực Giang Hoài, Giang Hán, Giang Nam, Tứ Xuyên và Nam Thiểm Tây. Đợt nhiệt độ cao này sẽ tiếp tục kéo dài đến ít nhất 10 ngày. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!